Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip nữa giới thiệu tới quý vị và các bạn về đồ thờ cúng bằng gỗ. Thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu hai cái mẫu cuốn thư đang thịnh hành nhất hiện nay, và trên màn hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức cuốn thư Phượng Hoàng. Thì bức cuốn thư Phượng Hoàng này chúng tôi làm với kích thước là 1m97, chiều rộng 97, chiều dày 5 phân. Mẫu này là mẫu Phượng Hoàng. Và chất liệu thì được làm bằng chất liệu gỗ vụn của nước Lào. Và đây là đã được chúng tôi sơn son thép vàng và chữ nho ở giữa là ba chữ Đức Lưu Quang thì chúng tôi sơn then. Mà chữ Hán thì chúng tôi đã dịch phụ đề rồi để cho quý vị dễ hình dung. Và một mẫu nữa thì chúng tôi lát chúng tôi quay sau, đó là mẫu cuốn thư Tứ Linh. Thì chúng tôi giới thiệu mẫu cuốn thư Phượng Hoàng này trước. Thì song song với mẫu này thì chúng tôi còn những cái mẫu Hồng Trĩ hay cuốn thư Long Hóa Mai, hay còn gọi là cuốn thư Mai Điểu, cũng được bằng chất liệu gỗ vụn. Thì đây là yêu cầu của khách hàng ở trong Nghệ An. Họ yêu cầu chúng tôi sơn son thép vàng. Thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong và có quay lại video clip để giới thiệu tới dòng họ ở trong Nghệ An là hàng của các bác đã xong rồi. Chỉ chờ ngày lắp đặt và bàn giao. Và đây cũng là một mẫu nữa là mẫu cuốn thư Tứ Linh. Bên trên thì chúng tôi già chạm rồng trầu mặt nguyệt. Hai phần bên cánh là chúng tôi chạm kỳ lân và phượng hoàng, được gọi là Tứ Linh. Phía dưới thì chúng tôi chạm đầu hổ phù. Chúng tôi đã lên khăn lên áo cho những bức cuốn thư này, sơn son thép vàng. Chữ thì chúng tôi sơn then, sơn đen. Hai bức cuốn thư này có đồng kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 97, chiều dày 5 phân. Hàng liền khối là 5 phân, còn chưa kể phần chắp ghép bên trên. Bức cuốn thư này chúng tôi chạm rồng thật. Thì quý vị ưng hai cái mẫu sản phẩm này, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng mẫu cho quý khách. Và quý khách không ở xa được thì quý khách có thể bỏ ra từ 5 đến 10 phút xem cái video của chúng tôi. Trong phần mộc thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái đồ thờ cúng bằng gỗ, và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.